chuẩn bị đến với phần đi thứ ba, xin mời quý vị cùng thêm một lần nữa thay đổi không khí đôi chút với sự thể hiện của nữ ca sĩ Minh Ngọc với một ca khúc Hát Về Tháng Giêng hôm nay. Xin mời nữ ca sĩ. Chẳng mỏi mệt, tôi thỉnh hỏi Chúa.